Hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Tiếp tục em lại lên sóng về mẫu Honda Coupe E cho anh em tham khảo ha. Đây là mẫu xe được anh em quan tâm rất là nhiều vì nó là một cái mẫu xe xe điện nhá, xe điện nhưng mà kiểu dáng giống như các mẫu xe Honda Coupe ngày trước nhá. Thiết kế kiểu dáng ha, như là đầu đèn cũng như là ghi đông này, đó thiết kế khá là giống luôn. Đây là mẫu xe Honda thiết kế độc quyền luôn anh em nhá, độc quyền về kiểu dáng thiết kế này luôn. Đấy. Và giá bán của mẫu xe này hiện tại thì nó đang nằm mức là 21 đến 22 triệu. 21 triệu là chưa có thay ECU mở tốc nhá. Còn thay ECU mở tốc thì mình cộng thêm 1 triệu là 22 triệu. Nếu mà anh em để ECU zin đi á thì nó chỉ được khoảng là 25 km/h thôi. Còn anh em thay cái ECU mở tốc thì nó sẽ tốc độ nó sẽ đạt khoảng là 38 đến 40 km/h nhá. Đó là thay ECU mở tốc ha. Xe thì vẫn được bảo hành 12 tháng sử dụng anh em nhá. Đấy, một mẫu xe cực kỳ đẹp xịn sò. Đấy, dành cho anh em nào mà thích xe của Honda, những mẫu xe Honda thì nó thiết kế đẹp và rất là chất lượng luôn. Từ những chi tiết như là công tắc đèn, là khung sườn làm cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, nói chung là chất lượng cao ha. Đó. Mẫu xe Honda Coupe E thì ngày trước thì nó có về thêm được một số mẫu như là màu trắng, màu xám, màu đỏ ha. Nhưng hiện tại thì bên em chỉ còn lại đúng duy nhất một chiếc màu xám thôi. Dành cho anh chị nào nhanh tay nhá. Đấy. Mẫu xe này thì động cơ nó là động cơ 400W nhá. Đi rất là mạnh và mượt em nhá. Đấy. Con này là hiện tại thì con này đang mở tốc rồi thì nó sẽ hao điện hơn chút xíu, thì nó sẽ nằm mức là 60 km một lần sạc em nhá. Đấy, cực kỳ đẹp xịn xò luôn. Đây là mẫu xe đạp điện nên anh chị em là không cần đăng ký biển số nhá. Giống như các bạn học sinh này, các cô các chú lớn tuổi vẫn đi đi chợ, đi làm hàng ngày, đi chơi, đi cà phê nhá, rất là ok luôn. Rồi bây giờ em lại tiếp tục quay chi tiết về cái mẫu xe này cho anh em một vòng nữa ha. Rồi em lại quay chi tiết xe cho anh em xem nhá. Rồi đây là mẫu xe Honda Coupe E, thì đây được Honda, chính hãng Honda sản xuất tại thị trường Trung Quốc em nhá. Đấy. Hiện tại thì chưa có nhập khẩu chính hãng em ạ. Hiện tại chỉ có nhập khẩu tư nhân thôi. Đấy, kiểu Honda Coupe E này. Chỉ này, mẫu này thì là một cái màu xám nhá, xám bạc anh em ạ, xám bạc nhá. Động cơ 400W mâm đúc ha. Đấy, size bánh của nó là 70 90 17 ha. Đây là một cái size thùng số lốp rất là thông dụng luôn. Đấy. Đây, có bàn đạp nên là anh chị em là không cần đăng ký biển số này. Đấy. Pin thì nó sẽ nằm bên dưới này. Đây cũng là chỗ để chân cho anh em luôn. Có pin thì mình sẽ có cái chìa khóa mở này. Mình có thể là nâng ra nâng vào để sạc luôn. Cục về cổng sạc của nó thì nằm đây này. Nằm ở bên dưới in này em nhé. Đây, cổng sạc nằm bên dưới in này. Đấy, đi rất là mạnh, đi rất là mượt em nhé. Đấy, có trang bị thắng đĩa này. Thắng đĩa phía trước và thắng đùm phía sau. Tất cả dòng Honda Coupe E thì yếm nó đều là màu trắng em nhé. Nhựa trắng, nhựa nguyên bản luôn, rất là dẻo luôn. Đấy. Đèn thì con này thì nó sử dụng là đèn full led rồi, đèn full led nhé, xi nhan led này, đầy đủ luôn. Đó, vỏ trước sau là không ruột em nhé, vỏ không ruột luôn. Đó, mọi chi tiết xe nó làm cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì nó sẽ sử dụng là chìa khóa từ nhá. Đó, chìa khóa từ đây. Mỗi chiếc thì nó sẽ có chìa khóa từ. Đó, chìa khóa từ thì mình sẽ mở khóa như sau ha. Đây, bên dưới cổ thì này anh em có thể là thấy chữ này xe đây. Mình sẽ đặt cái chìa khóa lên chỗ này, cái xe này. Đó, nó sẽ tự động mở khóa ha. Mình sẽ đặt một cái nữa thì nó sẽ tự động tắt này. Đấy. Ok, rất là ok luôn. Đây. Đó, em sẽ thấy ha. Còn bên này có những nút chức năng ha. Chức năng thì bên này có nút tắt nguồn này, tắt xe á, khi anh không đi nữa mình có thể tắt ở đây. Hoặc là đây bên dưới này thì có nút control. Nút này thì mình nghĩ là nó ít ai sử dụng lắm. Cái nút này là nó giữ tốc độ cố định á, giống như anh em lên khoảng 20-30 km anh giữ nhấn giữ nút này thì nó sẽ tự động nó chạy không cần bật ga ha. Còn khi mình mở khóa lên thì nó chữ P nó vẫn đang hiện lên nhá. Khi mình gạt chân trống lên bóp thắng thì nó sẽ hết chữ P này mình sử dụng được nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ bật ga nó không chạy ha. Bên dưới này là dung lượng pin này, những vạch bên dưới là dung lượng pin anh em nhá, dung lượng pin đây. Đó, nó hiển thị đây. Khi nào hết thì nó sẽ nằm ở xuống đây, sẽ là hết nhá. Đó, ok nhá. Rồi, còn bên này thì có nút tung tắc đèn, rồi xin nhan, còi đấy. Đầy đủ chức năng nhá. Bên dưới này cũng có móc chiếu đồ cho anh em luôn. Đó. Xe cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn ha.
Nói chung là về kiểu dáng thiết kế thì nó sẽ trường tồn theo thời gian luôn. Đó, giống như cái mẫu xe cúp ngày trước nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây, xi nhan sau này. Đó, xi nhan sau, đèn hậu này, đèn hậu nhỏ nhỏ thôi. Đấy, xi nhan LED hai bên. Đó, sẽ quay xung quanh chi tiết cho em xem nhá. Đó, khá là đẹp luôn. Đó, đèn là đèn LED luôn nha. Đấy. Khi em bật chìa khóa lên thì cái vùng đèn mi này nó sẽ sáng cả ban ngày ban đêm luôn nhá. Còn bật pha, đó, bật pha là mình sẽ bật lên là nó sẽ sáng này. Đó, còn đèn mi xung quanh là nó sẽ sáng cả ban ngày ban đêm. Đấy, rất là đẹp luôn ha. Đó, còn cái hai chìa khóa này để mình mở hộc pin này. Đấy, mở pin nhá, mở pin đây. Bên dưới chỗ đế chân này thì có một ổ khóa này. Đó, mình xoay ra và nhấc lên thôi. Đấy. Cái cục pin này thì mình cũng có thể là nâng ra để mình mang đi sạc đấy anh em nhé. Đây, mang đi sạc được. Mỗi cục pin thì nó có một cái chỗ cắm nguồn thôi. Mình mở cắm nguồn này ra thì mình mang xách đi thôi, mang ra được thôi anh em nhé. Đấy, cục pin 20A. Một lần sạc thì mình sẽ đi được khoảng 60 km một lần sạc. Đó, rất là tiện luôn. Có chìa khóa đầy đủ ha. Đây. Đó, màn hình hiển thị rất là rõ nét luôn. Một cái mẫu xe cực kỳ chất lượng của Honda. Đó, kiểu dáng đẹp, cực kỳ chất lượng luôn. Rồi, hôm nay thì tiếp tục giới thiệu qua về mẫu Honda Cúp E, chiếc màu xám này, xám bạc cho anh em tham khảo ha. Anh em quan tâm về các mẫu xe này thì inbox ngay số Zalo cho em nhé. Bên em có hỗ trợ ship xe toàn quốc luôn. Còn bây giờ thì cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Anh em ở gần Bình Dương thì có thể là ghé đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là 121 đường Bình Chiếu, phường Bình Chiếu, quận Thủ Đức để xem xe trực tiếp nhé. Còn anh em ở xa, cọc trước 1 triệu, bên em có ship xe toàn quốc luôn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha.